Bây giờ số lượng các bạn F0 thì đã tăng rất là nhanh. Thế thì nó có nhiều cái cách hướng dẫn khác nhau để mà đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Thực ra thì đối với những người mà đã tiêm vaccine đầy đủ ấy, thì cái không có chuyển biến nặng ấy, thì thực ra nó đơn giản thôi. Bản chất cuối cùng vẫn là tăng sức đề kháng thôi thì nó sẽ ổn. Thế thì với những bạn bị F0 thì đầu tiên, việc đầu tiên bạn có thể bị ngạt mũi. Ngạt mũi thì có mấy cách nhé. Ngạt mũi thì mình có mấy cách giúp các bạn có thể bớt ngạt mũi ngay. Một là các bạn lấy đầu ngón tay này, các bạn ấn vào hai cái phần, ở đây có một cái khớp xương ở đây, các bạn ấn ở ngay dưới dưới đó và bạn ấn hai bên. Các bạn giữ thẳng như này trong vòng khoảng chừng 1 2 phút thì nó sẽ thấy đỡ ngay. Và khi mà bị tắc mũi ấy, thì thường thì những cái vùng này nó rất là đau, thì các bạn cũng có thể vuốt dọc cái lông mày này, các bạn vuốt dọc cái lông mày này nó sẽ đỡ đau, và đặc biệt là ấn ấn hai ngón tay và hai phần hốc xương ở phía dưới này. Các bạn cứ sờ sờ nó sẽ có một cái phần hốc xương rất là rõ rệt, có một cái khớp ở đây này, thì các bạn ấn ở phía dưới đó là được. Một cái mẹo thứ hai để các bạn có thể hết ngạt mũi ngay ấy là có một cách khác đấy, các bạn xòe bàn tay ra nhé, các bạn nắm vào thì ở đầu cái ngón tay giữa này này, đầu ngón giữa này này, đây là một cái huyệt, và bạn ấn vào đây, bạn ấn ấn vào đây và day theo chiều kim đồng hồ thôi. Bạn ấn vào đây thì tôi có thể đảm bảo chắc chắn là bạn sẽ thông mũi ngay, không có cái gì khó khăn cả đấy, bạn thông mũi ngay. Cái nữa là bản thân tôi ấy, thì tôi đồ nhà dùng được mà, đồ vườn quý dùng được mà, thì tôi cứ xịt mũi, nếu mà bị F0 mà không bị F0 thì tôi cũng xịt đấy, xịt hai bên, xịt hai bên xong rồi xịt họng, cứ như vậy. Thế thì ngoài ra thì khi mà bị F0 ấy, thì các bạn có thể bị sốt nhẹ và bị nhức mắt, rất là nhức mắt, thì các bạn có thể rất đơn giản nhé, các bạn dùng cái chườm mắt đây, chườm mắt, các bạn bỏ cái ruột nó ra đó, các bạn cho vào lò vi sóng, cái này khoảng chừng 2 phút thôi, các bạn lại cho vào đây, lại cho vào đây. Cái chườm mắt này các bạn dùng cả năm nó cũng chả hỏng và rất là thơm. Thứ hai là nó khi mà bạn bị những cơn đau đầu nhẹ thì nó cũng thể giúp bạn tan biến được, bởi vì là khi các bạn bị đau đầu nhẹ và trúng gió lạnh ấy, thì nó có thể làm cứng hai cái đầu lông mày này, thì các bạn chườm vào, chườm như này, bạn đặt lên đây cho khoảng 10-15 phút cho bạn thấy dễ chịu ngay và cơn đau này nó sẽ đỡ đi nếu các bạn bị đau. Và đặc biệt là khi chườm như thế thì nó cũng sẽ làm cho cái việc sốt của bạn nó giảm đi. Thứ hai là cái phần nhức ở những cái hai cái huyệt này nó sẽ giảm đi. Chính vì vậy nó cũng sẽ giúp cho các bạn đỡ tắc mũi. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà rét thì quá đơn giản. Rét thì quá đơn giản rồi. Các bạn cho một cái túi chườm to này, cho vào trong lò vi sóng khoảng 5 phút. 5 phút sau đấy thì bạn cứ ôm thôi. Ôm hoặc đặt chân lên và cho vào người. Thì thực ra nó rất là ấm và rất là thoải mái. Thế còn xông thì rất là đơn giản nhé. Bạn lấy một cái túi ngâm chân. Xem là cái túi ngâm chân nhà mình. Đây. Đây là mình lấy cái túi ngâm chân mà xem. Đây, lấy một cái túi ngâm chân như này. Đấy. Cái túi ngâm chân như thế này. Và các bạn đun lên. Các bạn đun cái nồi lên. Và chắc chắn là hơn mấy cái xông xả của mọi người rất nhiều. Sau đấy mọi người đun lên nhé, xong mọi người chùm cái khăn qua đầu và với cái xoong đấy, thì các bạn sẽ hít hít thật là sâu rồi thở ra đều đặn nhẹ nhàng thôi, và đặc biệt là phải nhắm mắt vào, bởi vì là với cái nhiệt độ như vậy thì có thể làm cho giác mạc của bạn bị khô, cho nên là các bạn có thể nhắm mắt vào. Sau đó thì nhớ là mắt thì cũng cần phải sạch sẽ, thì các bạn có thể dùng những cái thuốc dưỡng dưỡng mắt ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho mắt bạn ok. Đấy, thế thôi, thì cứ đều đặn như vậy. Sau khi xông xong thì bạn có thể đổ cái nước đun đó vào trong một cái thùng mà thùng gỗ càng tốt, cao đến gối càng tốt. Xong là ụp vào thì nó sẽ ấm và giữ được cho cái gối mình nó khỏe mạnh. Thì cứ làm đều như vậy là khỏe thôi.